Thực sự thì đánh mỡ không có phương pháp nào Không mà có cái phương pháp còn phương nào, pháp cấy là phương pháp gì, tức là cấy tinh chất ấy để cho nó tiêu, mình vẫn còn vết nó mới bầm hết mà không hiệu chứ quả đúng không, không? không thể hiệu quả được, mà cũng đến 3 lần rồi cũng mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu mà không hiệu quả. Tôi thiệt ra tôi là bác sĩ về tạo hình thẩm mỹ thì tôi nói thật sự đó, nhiều nơi nó quảng cáo không đúng, làm sao có phương pháp nào cấy đang mở mà mở thế này. Thậm chí chị hút xong nghe, chị hút xong rồi mà chị không căng được da, không biết nó vẫn như vậy được này. Cái này chị phải phẫu thuật tạo hình thôi, rất là nặng. Và cái sẹo gì này, cái gì sẹo không, cái Đấy, gì bây sẹo này giờ bác sĩ xử lý luôn lúc mà tạo hình thì mình xong. tạo hình hết cái rốn này toàn bộ Vâng. làm hết lại, nhưng mà cái sẹo này Cái thì sẹo này cái cũng này xử chưa lý chưa luôn. chưa chưa chưa, chưa, chưa được. Kẹo. Cũng qua đây nói là không có phương pháp nào cấy chắc gì tăng mỡ hết nha, Vâng. còn đánh tăng mỡ sao những. Vậy chị điều trị liệu trình này bao lâu rồi, tất cả liệu trình điều trị bao lâu rồi? Liệu trình Điều trị mỡ này tốn nhiều tiền chưa tốn nhiều lắm. mà không hiệu quả đúng Không. không? Rồi Không thể hiệu quả được. chị ở Hà Nội Vâng, mình ở rồi Hà Nội.